Đây là cảnh tượng dọc theo bờ biển Phúc Kiến chiều ngày 2 tháng 8. Xe tăng nối đuôi nhau sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc chiến. Rất nhiều người dân tò mò đến xem và quay lại. Trong khi đó, một video khác cho thấy hàng chục, thậm chí có thể nhiều hơn các xe lớn quân sự đang vận chuyển các thiết bị và vũ khí thiết yếu dùng cho chiến tranh hướng đến bờ biển Phúc Kiến, Trung Quốc. Về phía Đài Loan cũng đang gấp rút điều động máy bay chiến đấu Mirai 2000 trên không, hộ tống chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi và sẵn sàng đáp trả một khi viên đạn đầu tiên được thay đổi từ kẻ thù. Trong khi đó, Reuters đưa tin Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai 4 tàu chiến đến Đài Loan khi Pelosi đang hướng đến Đài Bắc. Tin tức khẳng định bà Pelosi sẽ đến Đài Bắc vào tối muộn ngày 2 tháng 8. Hoa Kỳ cho biết họ sẽ không bị uy hiếp bởi những đe dọa của Trung Quốc về chuyến thăm này.